Các bạn thân mến, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành bài thở Kapalabhati, hay còn gọi là thở tống hơi. Để tập được bài tập thở này thì trước tiên chúng ta phải biết thở bằng bụng. Thở bằng bụng có nghĩa là chúng ta thở, chúng ta hít sâu dưới bụng rồi đi lên, chúng ta không dừng ở ngực. Hít vào thì bụng phình ra, thở ra bụng xẹp lại. Hít vào bụng phình ra, thở ra bụng xẹp lại. Tương tự như vậy thì bài tập thở Kapalabhati, chúng ta dùng cơ bụng để chúng ta đẩy hơi thở ra, ép bụng đẩy hơi thở ra. Chúng ta tưởng tượng giống như cái bơm. Các bạn để ý là chúng ta chỉ nghe thấy tiếng thở ra đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta chỉ cần quan tâm đến hơi thở ra. Khi chúng ta thở hết ra thì cơ thể chúng ta sẽ thiếu oxy, thì hơi sẽ tự vào. Các bạn chỉ việc thả lỏng cơ bụng, hơi sẽ tự vào. Chúng ta không cố gắng hít thở, chúng ta không cố gắng hít vào nhé. Và thả lỏng ra để hơi tự vào. Thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến hơi thở ra, chủ động hơi thở ra. Các bạn nắm được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Các bạn ngồi xếp bằng lại, hai tay bắt ấn Chimura, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, các ngón gác thẳng rồi đặt nhẹ lên hai đầu gối, giữ thẳng lưng. Bây giờ chúng ta sẽ làm hai vòng. Vòng thứ nhất chúng ta sẽ làm 45 nhịp thở, sau đó chúng ta nín thở 30 giây. Vòng thứ hai chúng ta làm 60 nhịp thở và nín thở 45 giây. Vòng thứ nhất các bạn thở thật chậm và nhẹ đó, thư giãn. Vòng thứ hai chúng ta sẽ nhanh và mạnh dần lên. Bây giờ các bạn khép hờ mắt lại và hít vào một hơi sâu. Rồi bắt đầu. Từ thở hết rồi, hít vào, thở ra. Rồi hít vào hơi sâu, ta giữ ở đây 30 giây. Từ từ thở hết. Rồi hít vào. Thở ra. Rồi hít vào hơi sâu. Chuẩn bị vòng thứ hai. Rồi bắt đầu. Từ từ thở hết rồi.
Hít vào. Thở ra. Và hít vào một hơi sâu. Ta giữ ở đây 45 giây. Từ từ thở hết rồi. Hít thở sâu, thư giãn. Các bạn cảm nhận hiệu quả từ bài tập thở. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau thực hành bài tập thở Kapalabhati. Nếu có điều kiện, các bạn nên tập thường xuyên hàng ngày để nhận được những lợi ích từ bài tập thở này. Chúc các bạn sức khỏe và bình an. Om Shanti.